Chào mọi người nha. Mình mới đi làm về nhà mọi người. Chào mọi người nha. Mình mới làm về nhà mọi người. Mình có làm món ốc, bữa nay mình có làm món ốc luộc sả chanh nè mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Sẵn mình quay lên cho mọi người coi lên nha mọi người. Mọi người ốc nè. Ốc này mua anh bắt ngoài đường mương gần nhà mình mọi người. Nó mua vàng mọi người. Mọi người thấy ngon ghê không? Mà chanh sả nha mọi người. Mình đang luộc nha. Sáng quay lại cho mọi người coi nha mọi người. Sắp chín rồi mọi người. Ốc luộc cũng lẹ lắm, cũng sắp chín rồi mọi người. Mình luộc bây giờ cũng lâu rồi. Mình nó sôi nó vậy, mình đợi cho nó cháy hết lửa này đi chắc mình nhắc xuống được rồi mọi người ha. Ốc luộc mình thấy màu chín mọi người, ngon ghê không? Với lại mình có làm chén nước chấm cơm mẻ nha mọi người. Mọi người thấy hấp dẫn nghe không? Những người miền Tây cho mọi người cơm mẻ là mọi người biết mà. Mọi người thấy ngon nghe không? Có cơm mẻ với ớt với lại xả vợ mình làm mọi người thấy ngon không? Để chấm ốc là khỏi nói cho mọi người ha. Mọi người giờ mình đây mình cháy cho hết lửa này thì mình sẽ nhắc xuống nha mọi người. Tại ốc mình luộc cũng lẹ, ốc luộc cũng không có lâu. Của mình đi sau lưng cái đường mương nhà mình nè mọi người, bắt được mớ nhiều không có chứ cũng đủ ăn nè mọi người. Nếu mà xuyên đi sai thì nó bắt nhiều lắm. Tại bữa mình đi khoảng chừng chút xíu à, mình bắt được nhiêu đây thôi mình về. Rồi nhắc xuống nha mọi người thấy sôi dữ không? Ốc tại ốc luộc đâu bằng lâu. Giờ nhắc xuống nha mọi người. Mọi người thấy không? Hấp dẫn ghê không? Ngon ghê không? Mình sẽ đổ vô nè mọi người. Mọi người thấy không? Vừa nóng vừa thổi vừa nóng vừa thổi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn mọi người thấy không? Hấp dẫn ghê không? Mình sẽ đổ vô nha mọi người. Mọi người thấy hấp dẫn ghê không? Nóng hổi luôn, mới ra lò luôn. Mình sẽ đem vô mình ăn chấm với cơm mẻ ăn nha mọi người. Tự nhiên bưng cái tô rồi để vô luôn trời. Sao cơm mẻ có mùi hôi hôi ngọt ta? Không có mùi hôi hôi. Trời ơi, ớt gì dữ vậy trời? Hả? Nhưng mà ớt gì dữ vậy? Các bạn dùng miếng ốc ớt chấm cơm mẻ. Mùi tô nó bỏ vô múc một muỗng ăn chứ gì ở. Ai nói? Em nói. Không, mắm xả ngon hơn. Không cần nước, không có khát nước, thấy khát nước nữa. Còn ăn mắm nghe khát nước. Ê, bữa bắt nhiều mà sao giờ còn mấy con nữa? Qua thả bớt hả? Bữa anh bắt nhiều lắm á. Tối nay đi bắt nữa rồi. Để em muốn bắt nữa từ sau nướng. Nướng gì? Từ sau nướng. Thôi thấy luộc ngon. Luộc ngon hả? Ừ. Thấy ăn thấy thèm, đang đói bụng. Ngon lắm. Gì? Để nướng.